Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Điểm Tin Tối SD vào ngày 26 tháng 2. Và không để mọi người đợi lâu thì ngay bây giờ, hãy cùng với SD chúng mình đến ngay tới phần Điểm Tin. Hôm nay ngày 26 tháng 2 sẽ có nhiều tin tức đáng chú ý như sau. Lộ dấu hiệu trên Instagram của nữ diễn viên Thái mất tích có ai đó đã nhúng tay vào. Đàm Vĩnh Hưng muối mặt vì chúc mừng sinh nhật của ông chủ Facebook nhưng lại không đúng ngày. Cảnh báo về thực phẩm chức năng của Muravel quảng cáo gây nhầm lẫn với thuốc điều trị Covid-19 và nhiều thông tin đáng chú ý khác có trong 24 giờ qua. Sự việc về nữ diễn viên Thái Lan mất tích ngay trên sông đang là thông tin gây hoang mang cho người hâm mộ. Sau 38 giờ tìm kiếm, cuối cùng thì lực lượng chức năng cũng đã tìm ra được cô, nhưng qua đó thì cũng đã phát hiện ra nhiều tình tiết bất ngờ cho rằng đây không chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần. Từ ngày 24 tháng 2, vụ việc nữ diễn viên chiếc lá bay Tango Nia rơi xuống sông đã khiến cho khán giả khắp nơi đều bàng hoàng. Công cuộc tìm kiếm nữ diễn viên đã được gấp rút tiến hành và vào lúc 13 giờ hôm nay 26 tháng 2, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Tango Nia cho trên sông. Nữ diễn viên qua đời khi mới 38 tuổi, dù là nữ diễn viên rơi xuống sông được 2 ngày, thế nhưng dân mạng đã phát hiện ra điều bất thường trên Instagram của cô, đó là sự biến mất bí ẩn của một số bài đăng. Trước lúc xảy ra sự việc, trên trang cá nhân của Tango Nia có 2.306 bài đăng, tuy nhiên thì mới đây, số lượng bài đăng chỉ còn lại là 2.300. Sự biến mất bí ẩn này đã làm dấy lên nhiều câu hỏi như ai sử dụng tài khoản của Tango Nia và mục đích xóa đi 6 bài đăng là gì? Các fan đã phát hiện ra những bài đăng bị xóa có những hình ảnh của chú mèo cưng của nữ diễn viên. Ngoài ra thì chú thích của một số bài đăng khác cũng đã bị chỉnh sửa. Theo nhiều fan suy luận, rất có thể đây là hành động của người quản lý nữ diễn viên. Thông thường thì các ngôi sao sẽ không dùng mạng xã hội một mình mà sẽ chia sẻ quyền sử dụng tài khoản với quản lý với mục đích là phục vụ cho công việc. Tuy nhiên thì có thể đây chỉ là suy đoán bởi trên thực tế, Tango Nia vẫn đang nắm quyền sử dụng chính của tài khoản này. Hiện tại thì mục đích của hành động này là gì và danh tính người chỉnh sửa 6 bài đăng là sao vẫn chưa được làm rõ, đã khiến cho cư dân mạng không ngừng suy đoán. Mới đây thì nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bị cư dân mạng chơi chọc khi anh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến ông chủ của Facebook là Mark Zuckerberg. Nhưng điều quan trọng ở đây là hôm nay là sinh nhật của vợ ông chủ Facebook chứ không phải là sinh nhật của ông chủ. Mới đây thì dân tình đã bất ngờ tóm gọn bình luận của Đàm Vĩnh Hưng tương tác với ông chủ của mạng xã hội Facebook là Mark Zuckerberg. Cụ thể thì khi Mark Zuckerberg chia sẻ hình ảnh hạnh phúc cùng với vợ kèm với lời chúc mừng sinh nhật tình cảm đến cô được dịch như sau: chúc mừng sinh nhật nhân vật chính trong gia đình của chúng ta. Dưới phần bình luận thì Đàm Vĩnh Hưng đã gửi lời chúc đến ông chủ Facebook như sau: Happy birthday, Mark Zuckerberg. Nhưng có biết đâu đã chúc nhầm người đã khiến cho dân tình đồng loạt thả ha ha không ngừng nghĩ màn tương tác cực quê của Đàm Vĩnh Hưng. Và hẳn nhiên, màn tương tác có phần sượng trưng tưởng nhiệt tình mà lại thiếu tinh tế của ca sĩ này không thoát khỏi được cư dân mạng. Nhiều người đã nhanh chóng để lại bình luận nhắc nhở, thậm chí là hàng trăm lượt ha ha được để lại dưới bình luận này. Bên cạnh một số người nhắc nhở nam ca sĩ về pha lộn hàng này, thì một bộ phận anti-fan của Đàm Vĩnh Hưng cũng tranh thủ cơ hội này để bình luận cà khịa. Với bản tin công nghệ ngày hôm nay sẽ là những hot sale cuối tuần với nhiều smartphone với mức giá vô cùng là hấp dẫn tại các chuỗi cửa hàng 7S. Đầu tiên sẽ là iPhone 13 với cấu hình mạnh mẽ, ống kính camera ấn tượng, nay chỉ còn hơn 21 triệu đồng. Điện thoại Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE có vẻ ngoài mỏng nhẹ, hiệu năng vừa đủ chỉ còn lại 8 triệu đồng. Còn đối với những bạn học sinh sinh viên đừng bỏ lỡ cơ hội sắm ngay Galaxy Tab S7 FE để hỗ trợ học hành với mức giá chỉ 12 triệu đồng. Bên cạnh đó thì còn nhiều sản phẩm phụ kiện cũng đang được giảm giá như sau. Đầu tiên là loa Bluetooth LG S-Bomb Go PL7 chỉ còn 1 triệu 9. Tai nghe Bluetooth JBL Under Armour Flash khoảng 2 triệu đồng. Và còn rất nhiều sản phẩm khác với mức giá vô cùng là hấp dẫn. Chương trình Hot Sale cuối tuần chỉ diễn ra trong 3 ngày cuối tuần này thôi. Vì vậy các bạn hãy nhanh chóng bấm vào đường link và chốt đơn ngay nhé. Ngày 25 tháng 2, thì Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo về sản phẩm của Muravel. Sản phẩm thực phẩm chức năng này đang được bán đi nhằm mục đích là phòng ngừa và điều trị Covid-19. Và đây là một quảng cáo gây nhầm lẫn cho khách hàng. Trước đó, thì Cục này đã nhận về phản ánh của người tiêu dùng về sản phẩm trên đây. Vỏ hộp sản phẩm ghi số tự công bố trên sản phẩm là 018-2021-CBKMURA. Không ghi tên địa chỉ của cơ sở sản xuất, không ghi tên địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm này. Trong khi đó thì sản phẩm ghi rõ công dụng là phòng ngừa các vấn đề về hô hấp do vi khuẩn, virus như là viêm đường hô hấp cấp, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng, hỗ trợ lấy lại vị giác. Cục An toàn Thực phẩm khẳng định là thông tin ghi trên hộp sản phẩm như nêu trên là sai quy định, nội dung ghi công dụng sản phẩm như là thuốc chữa bệnh, điều này vi phạm khoảng 15 điều 6 của luật dược. Mặt khác thì trên hộp sản phẩm có đóng dấu ghi dòng chữ not for sale, có nghĩa là không được bán nhưng lại bán cho người tiêu dùng. Như vậy thì việc không đăng ký, việc ghi nhãn, ghi công dụng, bán sản phẩm như nêu trên là vi phạm nghiêm trọng của pháp luật Việt Nam. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với SD chúng mình cập nhật thêm về tình hình dịch bệnh Covid-19, thời tiết, giá xăng dầu và giá vàng.
rồi là những thông tin đáng chú ý nhất mà Ashley chúng mình có trong 24 giờ qua. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.